ngày tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thị xã Hòa Thành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc giải đô trẻ và vô địch tỉnh Tây Ninh năm 2024. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch Liên đoàn đô Việt Nam, ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức giải. Tham dự giải năm nay có 293 vận động viên thuộc các đơn vị huyện, thị thành phố. Các vận động viên tranh tài theo hai nội dung đối kháng và thi quyền. Thi đấu đối kháng đồng đội các vận động viên tranh giải đồng đội nam và đồng đội nữ ở hai nhóm tuổi nêu trên. Nội dung thi quyền, các vận động viên tranh giải cá nhân nam, cá nhân nữ, đôi nam nữ ở ba lứa tuổi, 12, 14 tuổi, 15, 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên. Giải thi đấu từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Thị xã Hòa Thành, số 32A Phạm Thái Bường, khu phố Hiệp Long, phường Hiệp Tân, Thị xã Hòa Thành. Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát triển rộng rãi phong trào tập luyện môn võ Taekwondo trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho vận động viên giao lưu học hỏi và tuyển chọn vận động viên có thành tích, năng khiếu bổ sung vào đội tuyển các tuyến của tỉnh để tham dự các giải khu vực và toàn quốc.